Dạ, em chào, em chào đẹp. Con xin là con hay em xin? Dạ. Dạ, con xin thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân đã giúp và đồng hành với Y Thanh trong năm nay của cái năm mỗi năm mà Thanh quyên góp cho các bạn mồ côi. Thì hôm nay là năm nay là bên Thanh đã cùng giao đồng hành để quyên góp cho viện mồ côi Hồng Quang. Thì tổng cộng cái số tiền trong năm nay Thanh quyên góp được đã được tổng kết vào ngày 19 tháng 7, đó là ngày sinh nhật của Y Thanh theo như hàng năm. Thì mỗi hàng năm thì Thanh đều là tổ chức sinh nhật bằng cách là quyên góp. Thì đây là năm nay thì tổng kết vào ngày 19 tháng 7 thì đã được tổng cộng số tiền là 30.640.000 Việt Nam đồng. Thì nhờ sư nhận dùm cho việc mồ côi và cũng như nhờ sư đếm lại cho mọi người xem là số tiền đã nhận đủ. Dạ. Dạ không, chắc nhờ sư phải đếm cho mọi người xem. Dạ. Sư đếm hết đi sư, sư bỏ đi sư đếm như từng dùm mình để cho mọi người được được chứng minh nó và được chứng minh là mình trao đầy đủ vậy. Đủ là 30.640.000 Việt Nam đồng đúng không sư ạ? Dạ. Và Thanh cũng đặt ký vào đây. Và nằm mùa cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật và cũng từ Phật tử ca sĩ Y Thanh cũng như đại diện cho quý mạnh thường quân quý Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2018, là theo định kỳ hàng năm thì vào những ngày sinh nhật thì của Y Thanh, thì Y Thanh sẽ làm một cái điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời này. Thì cái điều này sư hết sức là ghi nhận và xin tán thán, cũng như là thật sự rất xúc động. Vì thật sự ra trong cuộc đời này, khi chúng ta sinh lên làm người thì ai cũng có những ngày kỷ niệm, đó là ngày kỷ niệm chúng ta chào đời. Và khi cái ngày chào đời này nó đánh dấu một cái quá trình mà chúng ta đang hoạt động, chúng ta đang làm trong cái cuộc đời này. Nhưng đối với tất cả mọi người nói chung cũng như nói riêng ca sĩ Y Thanh, thì ca sĩ Y Thanh là một người đang hướng nghiệp về những cuộc sống này. Nhưng song song với những điều mà Y Thanh đang sống giữa cuộc đời, nhưng Y Thanh lại không phải như tất cả những người khác. Thay vì những ngày sinh nhật thì chúng ta dành những cái phần quà của tất cả mọi người bạn để chúng ta chơi bời hay là chơi những sao hoa phù phiếm, nhưng đối với Y Thanh thì chúng ta lại dành những cái phần quà của tất cả mọi người cho bản thân mình. Thì ta lại đem những cái đồng tiền đó lại giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn của tất cả mọi nơi. Và năm nay 2018, Y Thanh lại dành những cái số tiền, những cái quyên góp mà cho ngày sinh nhật của mình đem trao tặng đến với mái ấm Hồng Quang, nhằm mục đích hỗ trợ mua sữa tã và duy trì mái ấm nuôi dưỡng các cháu mồ côi đang nuôi dưỡng tại mái ấm Hồng Quang này. Thì sư thật sự ra vô cùng rất là vui mừng và xúc động, cũng rất cảm ơn Y Thanh và tất cả mọi người đã đồng hành cùng Y Thanh trao cái số tiền này đến với mái ấm Hồng Quang. Sư cũng kính chúc cho Y Thanh được nhiều sức khỏe hơn nữa trên bước đường sự nghiệp, để chúng ta luôn được thăng tiến. Và sau khi chúng ta làm được công việc gì đó thì ta lại đem được những cái niềm vui
không những đem niềm vui bằng lời ca tiếng hát, mà đem niềm vui bằng với những cái động lực thiết thực, không phải bằng lời nói mà đó là bằng hành động. Cũng giống như công việc của mấy ấm học quen đang diễn ra hàng ngày, thì cũng thưa Phật tử Y Thanh cùng tất cả quý mạnh thường quân, mấy ấm Hồng Quang hình thành từ năm 1999 và kéo dài đến hôm nay, thì do sư tự thành lập và xây dựng đến thời điểm bây giờ. Hiện tại mấy ấm mình đang nuôi là 67 em, trong đó từ sơ sinh cho đến 14 tuổi. Và tất cả các hoàn cảnh này, hơn 59 em và trẻ bị bỏ rơi từ khi còn sơ sinh mà mấy ấm nhận nuôi đến thời điểm bây giờ. Mấy ấm Hồng Quang là một trong các trại mồ côi của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên cơ sở mình là tự cung tự cấp, tất cả chi phí sinh hoạt, điện nước, ăn uống, học hành đều phải lo tự xoay sở, cho nên cũng không thể nào mà chu ổn được. Thì nhiều năm nay nhờ những cái tấm lòng vàng của quý Phật tử, quý mạnh thường quân gửi đến với mấy ấm, phụ giúp sư trong cái vấn đề nuôi dưỡng các em, thì thật sự ra hàng ngày sư phải đối mặt với những cái chi phí sinh hoạt thì nó rất là khó khăn. Cũng vậy, hôm nay với tấm lòng vàng của Y Thanh đến với mấy ấm, không có thông qua một hình thức nào mà bằng tấm lòng của mình đến với mấy ấm này, thì sư rất là mừng. Một lần nữa thay mặt cho mấy ấm kính chúc chị Y Thanh được nhiều sức khỏe, rồi sau những chuyến đi này, rồi sau những cái trên bước đường mà mình thương giải với những cái công việc mà mình đã chọn, rồi một ngày mai này thì khi nào có dịp có duyên thì Y Thanh lại về chơi sinh hoạt cùng với các con Hồng Quang. Một lần nữa xin kính chúc Y Thanh và tất cả mọi người là luôn được nhiều sự an lành trong ánh từ bi của mười phương chư Phật, cũng như với những cái thông điệp yêu thương, với tình người, với lòng vị tha bao dung, cũng như cái hơi ấm của tất cả đem đến cho mấy ấm Hồng Quang sẽ luôn được sự lan tỏa, cũng như lời ca tiếng hát của Y Thanh luôn sẽ vang mãi, cũng như với những cái công việc đóng góp thiết thực cho cuộc đời này luôn được sống mãi như một cái hương thơm bát ngát và lan tỏa giữa cuộc sống, giữa cuộc đời muôn màu như vậy này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con cũng xin thay mặt tất cả mạnh thường quân đã đóng góp cho cái cuộc vận động này cho viện một con Hồng Quang, cũng cảm ơn cái sự đón nhận của sư và cũng như là sự chăm sóc của sư cho các bé trong những năm qua, và xin thay mặt cho tất cả mọi người chúc cho sư riêng là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục chăm sóc cho các bé, và cũng như là chúc cho các bé cũng nhiều sức khỏe, mau lớn, mau trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội, và cũng như là họ có được những công việc cũng như là những ngành nghề mà họ mong muốn trong cuộc sống. Dạ, xin cảm ơn. Mặc cho mấy ấm gửi là đi thăm cái ấm tri ân là gì cho quý mạnh thường quân đã đóng góp số tiền cho là gì cho mấy ấm. Dạ, xin cảm ơn. Xin phép sư phải đi về, nhưng mà bây giờ chắc hình như là tới 6 giờ mới có chuyến xe, thì chắc là cũng phải ở đây tới 6 giờ mới đi được.